suất này là 100.000 các bạn nhé. Giải lên thì ngon chứ nhỉ. Cũng bình thường thôi đúng không? Đây là bát 40k các bạn ơi. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thưởng thức ngay một cái món bún thịt chó ở quán của cô nhé. Quán này rất là đông khách và có rất là nhiều món ngon. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phía trong. Đây là các bạn nhìn thấy không gian ở quán này, khách rất là đông luôn. Đây, trong này có rất là nhiều món các bạn ơi. Đấy, cô xếp ra ngoài này rồi. Đây này, đây là chân này. Bên này đặc biệt có món thịt chó hấp, cô rất là ngon luôn. Cái món này là chưa trao hả cô nhỉ? Cái này trao hay hấp? Hấp chưa trao. À, chưa trao, cái này hấp rồi đúng không? À, ai ăn thì bắt đầu mới trao. À, đấy. Không gian làm việc của cô đi nhá. Thì bây giờ mình sẽ xem cô làm bún thịt chó nhá, cũng như là làm các cái món về thịt chó nhá. Các bạn ơi, bát bún thịt chó đây. Đây cái này bún nguyên rượu mận cô nhỉ? À, khách ăn lại đặt nguyên cái này. À, ui giời ơi. Ui giời, nồi nước canh của cô này các bạn ơi. Nóng hổi luôn. Rồi nóng hổi luôn nhỉ. Bát này vẫn thế hả cô? Không, bát này 30.000. À, bát này 30.000 nè. À. À, trộn thì nó mới là 40.000 đúng không? Không, tổng hợp mới là 40.000. À, tổng hợp mới 40.000. À, đấy các bạn nhá, rượu mận này. Rượu mận như rất ngon. Mang nồi canh này. Đấy, bên này thêm một số thứ này các bạn nhá. Đây này. Đấy, thịt chó hấp này. Rồi chân, trong này chú đang trao món dồi chó và đây là dạ dày đấy chú nhỉ. Dồi và dạ dày. Đấy. Làm từ sáng sớm ấy chú nhỉ. Vàng nhỉ, trao vàng. Trao thế chứ. À. Đây 4 giờ nó phải làm rồi. À cái này mình cọ này cho nó hết cái lông đi nhỉ. Cái này là mình đem về thì nữa mình hấp hay luộc chú nhỉ? À cho nó hấp. Một cái chân này bây giờ mình làm thành phẩm hết là bao tiền hả chú? Bé 5.000 to 10.000. À bé 5.000 to 10.000. Ta ăn theo ý thích người ta. Có người tổng hợp, có người không tổng hợp. À. Nói to. Nói nhỏ không nghe gì. Quay quá chuẩn luôn. À. Quay lên cái bát à, bát bún của thầy ấy kìa. Thầy kia lại mắm tôm cơ. À, đã bảo là nó như thể một tí mắm tôm mà nó không chết người. Đấy, mỗi người nó mỗi một. Đến giờ gọi nó đi. Mấy lần?
Một đĩa này nhiều ấy nhỉ. Cái này nguyên thịt chó hấp hả cô? Mua bản quyền nhé, không phải cứ chụp bừa thế này đâu. Đó chứ. Này cứ đăng phây anh làm đấy thì chứ. Ôi tốt quá nhé. Càng nhiều khách nhé. Ý là anh làm đấy cũng à, là cướp công của anh. Cướp công à. Một đĩa này là 100k các bạn nha. 100k. Ở đây bán rẻ. Ở trên đồ nhà em là 600 một đĩa này đấy. Một suất này là 100.000 các bạn nhé. 100.000. Đây là cái xiên thịt nướng đúng không anh? Đấy, nướng đấy. Nướng nhìn ngon nhỉ? Để cho riềng riếc vào chú nhỉ? Cái này muối xiên ở đây là như nào hả cô? À, 100 một đĩa là 3 xiên đấy. À, 100 một đĩa là 3 xiên đúng không? Thế bình quân là muối xiên khoảng tầm 33-34 nghìn nhỉ? 3 nghìn. Đấy các bạn nhá, một xiên này khoảng ước chừng hỏi tầm đấy. Nóng hổi nhỉ? Bây giờ xiên này ngon, tuyệt vời luôn. Xiên thịt này tuyệt vời. Một xiên này là 30 nghìn. Tám bộ. Hay là bao nhiêu? Một đĩa là 100 nghìn. Ba xiên thì hơn 30 nghìn một đĩa. À, một xiên. Ngon luôn. Nóng mới ngon. Bàn mới nhá, bàn của thang nhá. Mới đi ngoài kia gì? Xong rồi, hai đĩa này là 200k.
Giải lên thì ngon chứ nhỉ? Không đậm ngay. Nó rất nhỉ? Lên được không? Rồi. Và các bạn nha, bây giờ mình sẽ thưởng thức ngay một cái suất bún thịt chó 40k đặc biệt ở quán của cô. Đây nhá, đây là cô đang làm món suất 40k. Món này gọi là đặc biệt hả cô? Như nào gọi cô làm như thế à, đấy, yêu mang, cầu theo yêu cầu của khách. Theo yêu cầu của khách đúng không? Ừ. Đây rượu mận này, đấy, món rượu mận. Đây thì chó hấp với các món cô đã thái ra hết rồi các bạn nhé. Này, kia là nồi nước canh rất là nóng luôn. Ngày bán được nhiều không cô? Hay... cũng bình thường thôi đúng không? Đấy là bát 40k các bạn này. Bây giờ mình vừa mới gọi xong một bát bún thịt chó. Bún ở đây là một bát thập cẩm này các bạn nhé. Một bát thập cẩm này thì ở đây cô bán là cái bát này bát đặc biệt. Bát 40.000. Nếu các bạn gọi riêng cái rượu mận này á, riêng cái rượu mận này thôi thì là ở đây cô bán 30k các bạn nhé. Đấy, thập cẩm thì nó sẽ có thêm cho các bạn lựa chọn ăn thêm, đó là thịt chó hấp này. Và có thêm cả dồi này, ở đây thêm một cái này là cái gần cảm giác như là dạ dày á. Đấy, măng. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nhá, mình sẽ cho chút chanh vào. Ăn thịt chó các bạn nhá. Thì thường thì nó rất là béo thì mình cho một chút chanh vào thì giảm cái độ ngấy của cái thịt chó đi. Đấy. Rồi ok nhá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải thử ăn cái rượu mận này, à ăn cái dồi này trước nhé. Thế nào? Cái dồi trao ấy, giòn các bạn, giòn vào ăn rất là thơm luôn. Bún này, ăn bún này. Cái bún nhỏ các bạn nhé, cái bún nhỏ ăn rất là ngon vì nó rất là ngấm cái nước. Đây tiếp theo là cái món thịt chó hấp này, các bạn nhìn thấy chưa, món thịt chó hấp rất là ngon. À, đẹp, ngọt, ngọt lắm, thịt chó hấp các bạn nhá. Món nhắm rượu thật rồi. Măng rất là ngon. Đây mình sẽ ăn ngay miếng thịt rượu mận này các bạn nhé. Đấy, rượu mận. Rượu mận ăn mềm, ngọt, rất là thơm các bạn nhé. Rất thơm những cái gia vị gấp. Rất ngon. Đây, tiếp theo là cái gọi là cái dạ dày các bạn nhé. Đây có ướp rất là nhiều thứ bên trong, không nhìn này. Thơm, giòn. Hơi giòn lắm. Ăn một bát này chứ là chưa có thể không cần phải ăn cơm các bạn nhá, rất là no. Thịt chó hấp rất là ngon, rượu mận ngon, thịt chó hấp ngon. Video mình ăn món bún thịt chó đến đây là kết thúc nhé. Mình đánh giá quán của cô rất là ngon, đặc biệt là cái món thịt chó hấp rất là ngon các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.